cộng đồng mạng quốc tế ngỡ ngàng, chàng ca sĩ ngoại quốc vì phải lòng mà làm hẳn MV ca nhạc để quảng bá du lịch Việt Nam. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Quá đẹp, không thể tin được. Trời ơi, ở đâu mà đẹp xuất sắc vậy? Tôi chỉ để ý cảnh đẹp mà quên luôn việc nghe bài hát. Ôi mê ly quá, hy vọng năm tới hết dịch để tới đây tha hồ sống ảo. Các bạn thân mến, đó là số ít trong danh sách vô vàn những lời khen có cánh mà cộng đồng mạng quốc tế dành riêng cho một video âm nhạc siêu phẩm mới ra mắt gây chấn động địa cầu vì đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cụ thể là mới đây, một anh chàng ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc yêu mến Việt Nam đến mức dành cả 3 tháng trời kỳ công để làm MV quảng bá du lịch Việt đấy các bạn ạ. Video ca nhạc này đang làm truyền thông thế giới dùng hết những điều hoa mỹ nhất để ca ngợi. Họ còn bật mí một sự thật cực kỳ khó tin về những cảnh đẹp độc nhất vô nhị trong video. Bí mật ấy là gì? Những khung cảnh Việt Nam trong video này có gì đặc biệt mà khiến du khách quốc tế ùn ùn kéo vali sang chỉ để xem tận mắt? Hãy cùng Việt Nam Stronger tìm hiểu ngay sau đây! 3 tháng rong ruổi mọi miền đất nước Việt Nam, Joseph Kawon, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đa tài của nền âm nhạc Hàn Quốc, cùng với ekip đã thực hiện nhiều thước phim đắt giá tại rất nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như là rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Tam Trúc, Ba Bể, Bắc Cạn, Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh, Mũi Né, Sapa, Lào Cai, Đà Nẵng và Hội An. Hình ảnh 19 địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam với những gam màu tươi sáng, ấn tượng xuất hiện trong MV của ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kawon đã khiến du khách quốc tế đốn tim. MV ca nhạc với thông điệp "Tôi vẫn đang chờ bạn" như khẳng định du lịch Việt Nam đã trở lại và hấp dẫn và vẫn đang chờ du khách khám phá, trải nghiệm. MV ca nhạc đã được thực hiện để kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề "Cùng hướng tới tương lai". Nhạc sĩ ca sĩ Joseph Kawon mở đầu buổi họp báo giới thiệu MV mới quảng bá du lịch Việt Nam của mình bằng lời chào bằng tiếng Việt. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là nhạc sĩ và ca sĩ Hàn Quốc. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay. Anh nói, phát âm tiếng Việt rõ ràng, MV mới quảng bá du lịch Việt Nam của anh được thể hiện bằng tiếng Anh, có tên là Waiting for You, 5000 Years, tạm dịch Tôi vẫn đang chờ bạn 5000 năm. Anh cũng chia sẻ về tiêu đề MV, Tôi vẫn đang chờ bạn 5000 năm. Theo đó, tiêu đề này ý nghĩa là Việt Nam luôn luôn chờ bạn, không chỉ là 1000 năm tới, 2000 năm tới mà 5000 năm tới, đất nước Việt Nam của các bạn luôn luôn tiến lên. Tôi cũng luôn nghĩ, nếu 5000 năm nữa được tái sinh thì tôi có quay trở lại đất nước của các bạn thế này không? Joseph nói. Khi sản phẩm âm nhạc này được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông của nước ngoài, cộng đồng mạng đã thích thú và đưa ra một loạt comment ngưỡng mộ. Video tuyệt vời, không còn từ nào diễn tả. Tôi bất ngờ vì Việt Nam đẹp hơn tôi tưởng. Cảm ơn bạn Hàn Quốc đã quay video này. Tôi thà để dành tiền sang Việt Nam du lịch còn hơn mua một cái túi hàng hiệu. Ồ, thì ra đây là bối cảnh trong những bộ phim Hollywood mà chúng ta thường xem sao? Bình dị mà đẹp đến mê hồn. Tại sao đến bây giờ tôi mới biết đến nơi này chứ? Thật là quá muộn màng. Đẹp lắm Việt Nam ơi, tôi muốn sang Việt Nam để chèo thuyền và hái hoa sen. Bình yên quá đi thôi. Ôi, đó là những dòng bình luận đầy cảm xúc của cư dân mạng quốc tế dành cho video quảng bá sản phẩm mới của chàng ca sĩ này các bạn ạ. Và dường như thì ai nấy đều cảm thấy phải ngả mũ thán phục trước khung cảnh xinh đẹp của một Việt Nam hiện lên trong video. Cách đây không lâu, ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kawon cũng ra mắt MV Việt Nam với nhiều hình ảnh ca ngợi đất nước con người Việt Nam. Ca khúc mang giai điệu trẻ trung, tươi vui, ca từ đơn giản, dễ thuộc và dễ hát theo. MV Việt Nam được quay tại vùng đất cố đô Ninh Bình với nhiều khung cảnh thiên nhiên núi non, hùng vĩ, cảnh sắc nên thơ. Vừa ra mắt, MV Việt Nam của ca sĩ nhạc sĩ Joseph Kawon đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong ca khúc, những câu từ như con cháu của Hùng Vương, bạn người Việt Nam tuyệt vời được nhắc đi nhắc lại bằng giai điệu sôi động, có sức lôi cuốn khiến người nghe thực sự bị cuốn vào không khí của bài hát. Và đặc biệt, riêng bài hát Việt Nam của anh phát hành đã trở thành chủ đề nóng với hơn 50 lần phát sóng trên các truyền hình từ trung ương đến địa phương và phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Cụ thể, những chiếc MV ca nhạc ấy ra đời bởi cơ duyên thú vị ra sao? Hãy cùng với mình tìm hiểu nhé! Hai MV ca nhạc với tên gọi Waiting for You 5000 Years, Tôi vẫn đang chờ bạn 5000 năm và Butterfly Flex, Bươm bướm bay dợp trời, là dự án âm nhạc đặc biệt nhằm quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè trên toàn thế giới của ca sĩ, nhạc sĩ Joseph Kawon.
Hai MV đã được Joseph Kwon, nhạc trưởng tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội và ekip ghi hình tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Điểm ghi hình đầu tiên của MV là tại thủ đô Hà Nội với biểu tượng hình ảnh chùa Một Cột, lăng Bác Hồ, hồ Gươm xanh mát, phố phường Hà Nội cùng với tà áo dài trắng tinh khôi. Ý nghĩa và ý tưởng thực hiện hai MV này, ca sĩ nhạc sĩ Joseph Kwon cho hay: "Tình yêu của Joseph Kwon đối với Việt Nam rất tự nhiên. Từ nhỏ, anh đã yêu thích và luôn tìm hiểu về Việt Nam để biết Việt Nam sống và làm việc. Những người bạn Việt Nam hãy gọi anh bằng tên gọi Joseph Kwon." Vượt qua đại dịch, Joseph Kwon có hơn 3 năm sống tại Việt Nam và tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống và con người ở đây. Cùng với Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, anh đã dành nhiều thời gian hơn để miệt mài sáng tác, biểu diễn với những bài hát ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Những bài hát về tình yêu Việt Nam, yêu ẩm thực Việt Nam, những tác phẩm âm nhạc của Joseph Kwon sáng tác và dành tình cảm cho Việt Nam. Có thể kể đến Girl Việt Nam Girl Girl năm 2020, bản song ca tình yêu You Are In My Heart được phát hành bằng tiếng Việt, Hàn và Anh. Chả cá hay Peace, bài hát với chủ đề về món ăn truyền thống của Việt Nam. Bài hát Remember được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Joseph Kwon được biết đến như một nghệ sĩ đa tài. Công việc chính của anh tại Hàn Quốc và thị trường K-pop là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, ca sĩ kiêm nhà sản xuất. Anh là một trong những chuyên gia trị liệu âm nhạc của The Well Hospital Voice Center, nhạc trưởng đài phát thanh SBS Charts. Joseph Kwon có sự nghiệp sáng tác đồ sộ với khoảng 20 album đơn do anh sáng tác, biểu diễn và sản xuất. Ngoài ra, anh còn có khoảng 500 bài hát tự sáng tác chưa phát hành. Tôi hy vọng rằng MV được ghi lại tại 19 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ thu hút nhiều người Hàn Quốc và bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn như thế nào. Họ sẽ đến Việt Nam để cảm nhận văn hóa và trái tim ấm áp của con người. Đó là những gì mà ca nhạc sĩ này đã chia sẻ. Trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, Joseph Kwon đã luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình cũng như là từ những người bạn Việt Nam. Bài hát cũng chính là lời cảm ơn và tình yêu thương mà Joseph Kwon muốn gửi đến những người bạn mến khách nói riêng và người Việt Nam nói chung, đang cùng nhau vững tinh thần, cùng tạo nên những điều tốt đẹp trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, đầy thử thách hiện tại. Ca sĩ, nhạc sĩ Joseph Kwon chia sẻ, anh đến với Việt Nam như một định mệnh. Anh cảm nhận mình là người có duyên lành với đất nước xinh đẹp cũng như là con người Việt Nam. Từ nhỏ, Joseph Kwon đã yêu thích và luôn tìm hiểu về Việt Nam. Anh luôn tận dụng mọi cơ hội để biết đến Việt Nam sống và làm việc. Ca sĩ, nhạc sĩ Joseph Kwon mong muốn, hy vọng qua những bài hát, video ca nhạc thực hiện công phu này sẽ thu hút được nhiều người Hàn Quốc và bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ biết Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn. Hãy đến Việt Nam để cảm nhận văn hóa và trái tim ấm áp của con người nơi đây. Quả thực, nếu cần tìm một nơi tách biệt với cuộc sống bộn bề, bận rộn, Việt Nam chắc chắn chính là một điểm đến lý tưởng cho bạn. Bên cạnh những thành phố đông đúc, đất nước của chúng ta còn rất nhiều điểm đến bình yên và cổ kính. Trong bất kỳ chuyến đi nào trên khắp đất nước, nhiều người cũng phải dừng lại và tự hỏi liệu cảnh đẹp này có được hay không. Thật tuyệt, mình cứ cảm thấy rằng Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An đều đẹp đến tan chảy trong clip của chàng nhạc sĩ tài ba Hàn Quốc. Để thấy một điểm đến thú vị, đôi khi du khách chỉ cần du lịch qua màn ảnh nhỏ. Nhưng để khiến họ click chuột vào và đặt một vé máy bay, phòng khách sạn hay một tour du lịch, Việt Nam cần nhiều hơn những sản phẩm quảng bá đẹp như mơ kiểu như thế này. Mình hy vọng danh thắng Việt Nam không chỉ là những đoạn phim, đoạn clip thỉnh thoảng được thế giới biết đến, mà Việt Nam còn được chính du khách nước ngoài chọn làm điểm đến và chúng ta sẽ làm để họ hài lòng, kéo vali quay trở lại thời gian sớm nhất. Các bạn thân mến, rất tiếc là đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like, share, ủng hộ Việt Nam Stronger nhé!